Gần đây, cái tên được giới công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam nhắc đến nhiều nhất có lẽ là DesignBow, ứng dụng thiết kế đồ họa do một CEO người Việt sáng lập ra. Và điều gây ngạc nhiên là chỉ sau 12 ngày đi vào hoạt động thì DesignBow đã thu về số tiền là hơn 2 tỷ đồng. DesignBow được anh Đinh Viết Hùng ấp ủ suốt hơn 5 năm qua. Ngày tuần đầu tiên có mặt trên thị trường, ứng dụng đã thu hút hơn 35.000 người dùng và đạt doanh thu 80.000 đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, tức là sau hơn 2 tuần hoạt động, con số này đã gần tăng gấp đôi. Video mang cái sứ mệnh là thay đổi hoàn toàn cái trải nghiệm về thiết kế đồ họa trên thế giới, à, đặc biệt là làm cho rất nhiều người có kỹ năng về thiết kế, có khả năng có mắt nhìn, có cái cái tài năng về thiết kế nhưng họ không có một công cụ để thử trải nghiệm. Đây thực sự là một nền tảng sáng tạo Nó giúp bạn kết hợp ý tưởng và ngôn ngữ trong những hình tuyệt vời Nó giúp bọn chúng ta để có thể trở thành nhà thiết kế Hiện anh Đinh Viết Hùng là giám đốc điều hành của công ty Jom Art Đây là một trong những công ty chuyên về thiết kế và phát triển các ứng dụng web cũng như thương mại điện tử Không có một quy tắc nào cho khởi nghiệp cả Và đã làm khởi nghiệp thì phải có action, phải có cái hành động nhanh và quyết định nhanh và nhìn thấy cơ hội thì phải làm luôn. Còn quá sớm để nói về sự thành công của Desire World, nhưng với những bước đi đầu tiên, nhận được những kết quả nhất định. Điều này cho thấy, nếu như có quyết tâm, có sáng tạo, có sự hỗ trợ của các chính sách đúng đắn, thì con đường khởi nghiệp của các bạn trẻ Việt tuy gian nan khó khăn nhưng sẽ thành công.